trời nắng quá mọi người. Xin chào tất cả mọi người trên kênh Sống Dừa nha. Thì hôm nay mình và anh Nhân có dịp ghé lại Phan Rang. Thì mình vừa mới đi xe lên chỗ nhà Sống Dừa nè. Muốn rủ Sống Dừa, thứ nhất là thăm Sống Dừa luôn, thứ hai nữa là rủ Sống Dừa làm một cái clip ẩm thực gì đó. Trời nóng quá, cũng lâu lắm rồi. Để bây giờ mình đi vào bên trong xem có Sống Dừa ở nhà. Đây là cái con đường đi vào nhà Sống Dừa nè. Đấy, bên đây là cái vườn ớt nhà Huy nè mọi người. Nghe nói năm nay ớt thì được mùa rất là tốt luôn, nhưng mà giá thì lại không có được giá. Đấy, để bây giờ mời mọi người cùng đồng hành với mình trong suốt cái clip này nha. Nóng quá mọi người, trời nắng thiệt. Hai anh em mình vừa chạy tới nơi luôn, đi lúc từ 7 giờ sáng. Phía trước nè có mấy trái, không biết ở Ninh Thuận gọi là trái gì, nhưng mà ở mình là gọi là trái củ que tàu, ăn sống rất là ngon luôn. Huy ơi, mày đâu rồi? Chào chú. Huy đâu chú? Nằm ngoài sau hả? Rồi, cảm ơn chú, để em tìm đó. Mới vô. À, nó kìa mọi người, ngồi như tự kỷ vậy. Làm gì thôi? Hiếu mập. Lên hồi nào đây? Vừa mới lên, sáng nay hai anh em chạy vào. Anh em, rồi anh Nhân anh cũng vô luôn hả? Ừ, anh Nhân vào. Bây giờ đi ở đâu mà sao? Hiếu mập ngồi ở đây hay vậy? Hả? Thì sẵn dịp ghé vô chơi với ông nè, thăm luôn chứ. Nghe nói ớt năm nay ông trúng thành sắp thành đại gia rồi. Đại gia rồi, 5.000 kg đó. Thì đó, sợ thành đại gia rồi anh em khó gặp mặt nhau. Nhưng buồn quá, đang chỉnh sửa video. À, xuống núi hôm qua à? Ủa chứ ngày hôm nay không có làm clip gì vậy? Mưa quá, nó xuống núi. Mưa hả? Đây, chó nó sủa âm sầm quá. Ủa? Đang quay nha. Đang quay luôn hả? À, tính làm gì mà quay video ghê à? Làm vlog, nhưng mà clip này là tặng ông, đăng lên trên của ông chứ tôi đâu có làm đâu. Ông hay ta. Ừ, tính mình làm video ẩm thực hay sao? Không, xuống với nhà Huy đi, anh em đang chơi với nó đông lắm. Vậy là lên rủ ông luôn. Luôn. Ừ, chia xuống đó chơi luôn. Ừ, vậy để coi thử nha. Ở nhà có xài nhiều chắc xài hả? Nóng nực quá, bây giờ mình làm cái gỏi gì ăn. Gỏi hả? Gỏi xoài đi. Ờ, gỏi xoài được á. Ừ, bây giờ thì sẽ đi chuẩn bị một số thứ ở mình có gì mình sử dụng cái đúng đó rồi vậy? Đúng rồi, cây nhà lá vườn đi. À, bây giờ nhà Huy thì nó có xoài mọi người. Xoài, xoài chua không? Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Cái thời điểm này đang nóng thì mình cứ ăn những cái món gì mà chua chua cay cay ngọt ngọt á. Chua cay ngọt. Ừ. Ok, có luôn. Ớt nè. Hai ớt quất luôn. Ở mình là có đầy đủ rồi, bây giờ mình cũng nghĩ ra được món luôn rồi. À, okay, nhanh vậy. Bây giờ để Huy sẽ chuẩn bị hết mọi thứ rồi xong kéo xuống kia mình làm. Ừ, rồi. Để bây giờ Sống Dừa nó đi chuẩn bị đồ mọi người. Mà bây giờ mọi người cùng đồng hành với hai anh em mình nha. Đi xuống nhà Huy luôn ha. Rồi. Ồ, xài xét nhà đi luôn mà. Đứng hái luôn. Anh này xài tứ quý nè. Tứ quý hả? Tứ quý thì đâu có chua nhiều. Đúng không? Nhưng mà nó thơm. Thơm lắm, ăn ngon. Là cho những ai mà không thích ăn chua. Chục rớt tùm lum hết trời. Đây nữa. Còn gì nữa? Cái gì thì phải có ớt chứ. À đúng rồi, đúng rồi. Ớt thì thoải mái luôn. Nhà em có cái gì ngồi ớt hả? Ớt thì ở đây rẻ lắm. 5-6 ngàn ký. Cho nên là hái thoải mái. Ăn siêu cây. Ớt xài, xài ghê không? Xài. Xài thiệt. Xài nhưng mà không được giá cũng như vậy thôi. Không có giá nhiều hết rồi. Tính ra là bị lỗ đúng không? Lỗ. Không cho mấy quỷ kia nó ăn cái cây chảnh mỏ luôn. Ủa bên kia cũng có nhà Huy luôn hả? Hay vườn khác? Ủa, cũng nhà người ta. Còn nhà mình làm được mấy sào? Có 500 m2. À, 500 m2 là sào hả?
chứa. Ủa vậy là trong ông là bao nhiêu mét vuông là một sẹo? Ngàn. Ủa trong tôi là 1.500 mét vuông là 1 sẹo. Cái này như đó bên kia chứ bên này. À. 500. Rồi cái này mà nuôi gì chưa hả? Chưa đâu. Chưa nuôi luôn hả? Tại vì tôi kiếm giống mà kiểu như ổng hiện á. À. Vùng này giống nó khó khăn á. À. Mà nhà ổng đang sửa với. Bao lâu rồi anh em mình chưa gặp lại ta? Khoảng mấy tháng. Mấy tháng rồi chứ. Ờ. Trời, trong này có điểm tâm linh nè ông mày. Tâm linh đó. Bên này hả? Bên này tâm linh. Đâu? Đâu, cái gì tâm linh đâu? Người luôn đây rất tâm linh. Ở này có mấy cái bụi măng tây nè. Vậy thôi đó hả? Bên này thì có bự. Con lại che. Ủa cây măng tây nè hả? Ủa măng tây nè. Ủa lớn về ờ. Đây là bự hai trái nè, sao? Thấy chưa? Bự này bự da xanh rồi. Da xanh. Ý nữa hả? Ủa tính ra nhà đầy đủ rồi chứ. Đâu sợ đói. Ý trắng nè. Cái dòng ý trắng này hay lắm nghe. Chỉ có ở Khánh Hòa với lại Ninh Thuận trồng được thôi. Phú Yên nữa. Chứ trong Sài Gòn hay là miền Tây là không có cây này đâu. Rất khó là trồng. Ủa cái cây sau lưng ông hình như là cây sào dông gì đúng không? Đúng rồi. Cây đó rất là thơm luôn. Hay luôn. Hay luôn hả? Ừ. Tụi bữa nay nhìn kỹ mình... nhìn kỹ sống dừa đẹp trai ta. Đó dừa mà. Ừ. Nhưng mà mình không dám nhận đâu nha. Chẳng lẽ giờ yêu sống dừa nè mọi người. Oh my god. Oh my god gì. Oh no. Không đẹp trai thiệt. Tóc vuốt đồ. Tóc hồi đó giờ nó vậy luôn. Coi mấy clip ở trên rừng sinh tồn mà mái tóc không bao giờ mà bị ngã nếp xuống mà. Nói chung là mình quay video á. Ừ. Mặc dù là mình không đẹp. Nhưng lên hình ảnh mình cố gắng làm sao cho nhìn nó thiện cảm. Mày hỏi thiệt là hồi giờ có bị khán giả cho những cái bình luận tiêu cực về mái tóc chưa? Hỏi chưa, thiệt luôn á. Chưa luôn hả? Tại vì mình không yên tâm sau clip này là sẽ có khán giả vô cho bình luận tiêu cực nè. Mình thứ nhất là cũng về hình ảnh về con người mình thì mình cũng có quan tâm nhưng mà mình không quan tâm nhiều lắm. Ừ. Vì đa phần là mình tập trung vào những cái hình ảnh đẹp của thiên nhiên. Ừ. Mình muốn truyền đến cho tất cả mọi người. Ừ. Có nhiều cô chú anh chị rất là thích những hình ảnh thiên nhiên. Còn về mình thì sao cũng được. Đẹp cũng được mà sao không cũng à. Được. Dạ thấy kênh của Sông Dừa dạo này view rất là thấp luôn. À. Mất đời sức trầm trọng luôn. View không có. Nắng lắm. Ừ. Thấy cũng buồn cho Sông Dừa. Đây cái bự sư luôn nè. Trời ơi. À luôn. Còn chín đúng. Rồi đó. Trời ơi, nhà trồng mỗi thứ ít hơn. Lâu. Ừ. Ở trước kia thấy có cây khủ que tàu. Khủ que tàu hả? À, ở ngoài tôi là kêu khủ que tàu. Đây thì trồng ít cải để dành ăn. À, cải non hả? Hôm nay đi review. Review nhà sống dừa. Thôi bây giờ anh đủ đồ chưa? Ok. Rồi bây giờ anh em mình đi nha. Ôi, ê. Anh em mới mua mấy cái tai heo với mấy cái tim cọc. Tim cọc là xèo chua ngọt. Xèo chua ngọt hả? Ừ, còn tai heo này là sống làm dừa gói. Mua để làm gói. Lòng không cái này ngon nghe. Đặc biệt đó. Ngon chưa? Mấy thanh niên gì đâu mất hết được. Mấy thanh niên núp ở phòng hết rồi. Giờ sao? Giờ bây giờ mình cứ xử lý đi, mình làm bất ngờ. Ừ. Chạy lên bỏ tắt cái Siri bị nguồn đi. Tắt Siri bây giờ cúp điện hơn. Cúp điện luôn. Cúp điện nó chạy à. Chạy toán loạn nữa chứ đâu. Nói chứ để cho mấy anh em ấy cũng dù gì trong nhóm mình có hai người biết nấu ăn rồi. Thì đâu gì. Có hai ông biết nấu ăn thì nắm đầu hai ông nấu không? Ăn cái món này ngon lắm. Ai đây ta? Mới tiến được mọi người. Oh no. Hey, bí ngon đây mọi người. Trong một số video của mình đã xuất hiện. Có hả? Có rồi mà. Nè. Ồ, quá bình thường. Cũng giấu cho ai biết. Đi ăn mà no luôn. Ghê vậy? Ăn xuyên màn đêm ngập đúng mặt luôn. Ủa? Em ăn dữ lắm mà ngon. Có đâu. Cái heo sông dừa nó dữ vậy. Có không? Trùm hải sản mà. Đó. Thấy chưa bay vô là thấy chụp cái bị tôm rồi. Đó. Nhớ. Đó. Miếng ngon đang gỡ tôm nha mọi người ơi. Gì? Còn Minh Hiếu đang làm gì đó? Làm mấy cái rau nè. Gì hả? Hồi giờ Huy biết câu này chưa? Sao? Làm không làm mà cầm máy quay là dễ bị ăn đòn lắm á. Thì bây giờ mình quay ăn đòn rồi mình vô mình làm chứ sợ đó. Chứ làm mà không làm mày cầm máy quay là dễ lắm á.
xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mình. Thì nãy giờ, sáng giờ hai anh em đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và những cái gia vị để chuẩn bị cho cái món xoài trộn với lại tai heo này. Thì lâu lâu mấy anh em họp mặt với nhau thì mình sẵn tiện mình làm luôn cái món ẩm thực để ăn, để thứ nhất là chiêu đãi đem, thứ hai là kiểu giao lưu. Vừa sáng sáng mình xong vậy mấy vị ủa chứ sáng và hôm nay là mình ở dưới nhà của Đấm Thép cùng với có anh Nhân Gà vô nữa. Thì đây là anh Hiếu, hồi sáng lên rủ mình xuống đi chơi. Đây mấy anh em. Anh Nhân gì thì thiền đường tê luôn hả? À, xin chào các bạn nha. Các bạn có cảm thấy cảm giác là có chào cái bạn. Gì đó tâm linh ở đây không? Xin chào tất cả mọi người. Anh Hiếu là được ăn nữa rồi. Là món gì mà ngon vậy anh? À, món này là món xoài trộn với lại tai heo. Ồ, mình để với ta nhỏ chưa đó, nãy anh thấy hơi quay ra mà đó, mà nãy là sơ chế, nãy sơ chế quay ra hơn, bữa nay sơ chế hơn, bây giờ mấy anh em vô làm mình quất thôi. Ờ đó, bây giờ mình sẽ trộn cái sốt siêu cay như trước giờ mấy anh em thường sử dụng này. Cay đồ đám đen với ta, lấy chồng được rồi. Dạ lấy chồng được rồi. Hồi đó thì những cái thời gian đầu mấy anh em cũng làm ẩm thực cũng hay làm như thế này nè, thì kiểu như hôm nay ôn lại kỷ niệm cũ. Đây thì cái công thức thì cũng rất là đơn giản như trước giờ mình hay làm, là có ớt, xíu tỏi và ít sả. Đặc biệt là tương ớt này, mình có cái tương ớt vô nó sẽ tạo một cái độ sánh cho cái hỗn hợp gỏi của mình á, nó sẽ ăn ngon hơn. Đó, tương ớt tùy theo cái độ cay của mỗi người. Chương trình phân tích ẩm thực. Đó là ẩm thực à? Lâu lắm rồi mới thấy bạn Huy làm ẩm thực cho ăn. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Trời, lâu rồi. Nửa năm rồi đó. Ờ tính ra cũng lâu lắm đó hơn. Lâu lắm, giờ này mình đâu có làm ẩm thực nữa, bỏ lâu không. Chúng mấy anh em lâu lâu gặp lại thì mình làm ẩm thực ăn kiểu đó vui. Đường mà chiếc mắm đây cũng nhiếp. Alo. Dạo này lâu quá không có gặp Huy các bạn. Không biết là Huy dạo này làm ăn được kênh YouTube rồi sao lại? Hôm bữa giờ kênh nó đi xuống quá mọi người. Kiểu mất đề xuất á. Mất đề xuất view nó cứ tèn tèn, nhưng mà cố gắng mình vẫn làm không nản. Nói chung là cái này mình cũng đam mê, là thứ hai là cũng về cái điều kiện kinh tế. Ờ chứ nói về mà không có kinh tế thì không có gì làm được hết. Cố gắng lên ai là ai cũng mà cũng phải trải qua chứ. Đúng rồi. Thành công mình cũng phải thì trải qua chứ. Như anh Nhân ai cũng thép đụng gì này cũng trải qua thời gian khó khăn, nhưng mà cố gắng làm, cố gắng làm không bỏ cuộc. Bây giờ thì mấy anh em cũng thành công. Chưa có thành công đâu. Nói vậy mà chưa có thành công. Mình cố gắng mình đuôi theo thôi. Giờ tắt vô. Rồi có cái mùi chua. Wow. Cái đâu là rau gì vậy ta? Cái đó sầu là dông à? Sầu dông với lại một ít lá ế để cho nó thơm. Sầu dông là không phải ai cũng biết đâu nha, đúng không? Sao vậy? Tại vì mỗi vùng miền á là nó có một cái loại rau quả nó khác nhau á. Sầu dông cái tên ở Ninh Thuận nhiều lắm. Tại ở Ninh Thuận là người ta sử dụng này để người ta làm cái dông trộn cát. Làm gỏi dông, làm gỏi dông. Ok chưa? Vô. Ok đúng không? Đây mình sẽ Minh Tàng nấc rứa điều luôn chứ không? Rứa điều xong mình trộn. Có sao thiện lên tê. Lâu lâu thấy sao? Hấp dẫn đúng không? Mình là Thiện NT nha. Hôm nào mình với Thiện NT sẽ đi trải nghiệm trên rừng về chiến. Rồi sao bây giờ lấy muỗng ăn hay là lấy bóc tay? Mình ngồi chơi. Lấy đũa cho. Ờ mình không lấy đũa đi. Đây trộn lên. Xét vô một mơ. Giết người. Trời. Wow. Hấp dẫn. Wow. Cái này hơi bị cay á. Cay hả? Không, thường là cay mà kết hợp với chua nó sẽ đỡ bớt hơn. Nó sẽ không còn bị cay nhiều nữa. Nha. Nhưng mình có hiện tượng tâm linh. Cái món này nếu mà ở nhà hàng năm sau chắc là bèo bèo cũng phải 2 đến 3 triệu bán á. Giữ gì anh? Sao nữa? Cái món đây nè hả? Ừ. Ủa? Chứ vô trong nhà hàng năm sau menu làm gì có món này. Tôi phải gọi làm riêng, giá nó phải cao. Ê, chi đúng rồi. Cái sốt vừa ăn không? Mùa cái mùi mà cái rau của sầu dông nó rất thơm. Để luôn miếng luôn. Thôi đưa chén đi đủ rồi nha. Vâng. Chén giống cái thờ mà lúc cái gì xài lát chân gà này, xung lát chân gà này, đủ thứ mà lát với lại mấy cái đồ chua luôn, thơm nữa. Vô anh ơi, nói chung là mình
trộn sơ sơ thôi mấy anh em. À anh đang gọi mình đó. Ủa gì vậy? Quay luôn hả? Mình ơi, mình ơi. Vô chưa. Ờ, em vô đây ngồi thử em. Dạ, từ từ. Có ai là vô ăn hết luôn. Hôm nay đông vui. Wow. Sử. Đấy, vô đó. Sử vô anh em ơi. Biết một review nè. Quất. Mình ơi. Mọi người rồi, ơi. Bắt đầu cắt chưa? Rồi. Cắt cảnh chưa? Cắt cảnh. Em cảm thấy hình như có gì đó tâm linh đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với mấy anh em của mình nha. Mọi người ăn hết luôn. Nghe tiếng mà không thấy người ta. Rồi mấy anh em ăn đi. Vô bia. Dạ. Ê, cái người chở ra tới, vào ga thôi mọi người. Ôi mời anh chị em cô dì chú mời đó. Tất cả mọi người thưởng thức luôn. Nhấn rung cầm đũa đi chứ. Rung quá. Cái này không có chất độc đâu anh à. Không có, tại vì nhìn nó ngon quá, không đỡ ăn. Rồi mời tất cả mọi người. Rất là một con. Wow. Cay lắm các bạn ạ. Cay mà nó ngon, mời mọi người nhé. Thích không? Rồi lâu rồi mới ăn lại mấy cái này nó ngon không? Tiếu chua đúng không? Tiếu chua hả? Cái mà xóa mà. Ngon mà. Dừa luôn á. Cái miếng tỏi nó rất chua. Đây là lần đầu tiên mà mình được ăn cái món này luôn á trời. Mình đi ẩm thực của nấm dừa đúng không? Ngon. Không. Lấy ấy được rồi, lấy chồng rồi xong được. Lấy chồng. Quỷ hà. Chứ gì nữa. Ngon lắm các bạn. Phải nói là rất là lâu rồi mới được ăn món của Huy á. Chắc cũng còn nửa năm rồi. Nửa năm rồi chứ, lâu lắm á. Lâu lắm rồi mình thì cái thời mà anh em còn làm ẩm thực á. Chứ bây giờ thì mỗi người làm mỗi chủ đề cho nên là mấy anh em ít khi đi chung. Mọi người lúc nào cũng thắc mắc là sao mấy anh em không làm chung nữa. Đó là mỗi người có một cái chủ đề riêng. Anh em đang này. Không phải lúc nào mình cũng đi theo được. Ví dụ như Huy làm về sinh tồn, Thép thì làm về từ thiện cái thứ. Thì tại sao mình chạy theo được, mình lúc lên núi sao mình chạy về đúng không? Lâu á, anh em hợp mặt như thế này nè. Dạo này mình làm về từ thiện xã hội là chính. Chứ hầu như là không thấy những video ẩm thực luôn. Nhưng mà thấy cái chủ đề kênh của Thép thì lại đúng về cái nội dung đó thì hay. Hay và ý nghĩa đó. Chỉ như mỗi người có một cái duyên làm về một cái nội dung khác nhau. Mỗi người có một cái duyên rồi. Còn về anh Nhân thì sao? Phú anh Nhân nghĩ gì về tiện NT? Thấy có bị hai đứa hợp nhau á. Hai đứa cho nào cứ. À cái nào cứ vậy? Ủa mày nói vậy em thế luôn. Sao? Gì? Bây giờ anh thấy có cái vị gì lạ không? Có. Đó hả? Cái lá dòng ngon á, cái mùi đó nó thơm đặc trưng. Mẫu quà Nha Trang có mà. Núi Ninh Thuận có nhiều á. Núi Ninh Thuận này rất là nhiều. Cái lá này kết hợp với ăn rất ngon nha. Ăn sống với cá chiên được. Rồi nướng cũng ngon. Có luôn. Có. Vô. Vô. Hello mọi người nha. Bỏ chỗ nào? Để nó lụm xùm. Ủa vậy? Hả? Vậy mà phải là món này là món gì? Anh trộn tay nhau. Cái gì? Còn trộn cá nhau. Tại em trộn. Nhớ cắt cái chỗ bỏ. Video này edit kỹ á.
Nở ra tàu luôn, anh Hiếu ngồi làm tiếng. Cắt tiếng nghĩa là này nắng nóng nữa. Rồi luôn, bên Sida là không có triệu chứng đầu của Sida. Nóng là bữa em ăn á, em ăn cắn đúng á, giật giật. Thế sao nóng là hai cái thịt bên trong hai bên má mình nó sẽ giật vô xưng vô. Không không, bệnh nó bệnh đi. Bị nóng. Da dễ không hà cắn miệng lên. Đâu đâu. Giai đoạn đầu á. Biểu hiện á. Biểu hiện của là giai đoạn đầu lỡ miệng rồi. Không đâu. Mới có buồn mà trời à. Xì xì ra. Đi nấu ăn. Tắt tiếp. Còn tao bóp hai máy súp không? Công lao được năm mấy hai chú cháu gầy rồi. Đùng một phát. YouTube tắt tính năng kiếm tiền vì lý do nhạy cảm. Cá lưỡi. Cá lưỡi lượn chưa? Nước lưỡi. Con tàu quay video đó không ta? Có. Cứ ngày nào cũng liếm camera. Đáng ngày. Đến này không nhiều hết mặt luôn. Có thằng kia. Nó quay clip nó làm gì? Đứng nhìn mặt. Đứng nhìn á. Tiêu quay á. Mấy tiếng đồng hồ vậy? Clip mấy tiếng đồng hồ luôn. Cứ mặt gì đâu mà chứ. Không, vừa nãy cái này lấy trời thái á. Bớt chua rồi. Chua ngon. Trời thái cũng lạnh á. Trời này chua quá. Lấy trời thái cũng lạnh á. Ngon luôn. Nó chua nó mới ngon nhá. Chua nó mới ngon. Cái gì chua nó mới ngon. Cay quá. Cay nữa. Chua nó mới ngon. Mà da heo đâu thấy xài không vậy? Có lợi không? Ô, ăn gì sao công bằng. Ăn gì sao nữa? Là món ăn phải cân đối xíu chứ. Đây. Wow. Rất là ngon luôn, nhìn cái miếng xào nó vàng này. Cái ớt nó đỏ lên nữa. Được nhìn rồi. Cái màu rất là hấp dẫn. Đây, mời mọi người. Đây. Ăn càng lúc nó càng thấm vô. Nhưng mà là ngon. Wow. Rất là giòn. Giòn à. Cái này là vị rất là giòn. Muối xoài mỏng mỏng. Giá xoài rong à. Dánh mỏ luôn rồi mọi người. Chứ không nha. Đã không coi nó đúng hoa này đầy đầu luôn à. Cái video này rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Video này cũng hơi dài, lát mấy anh em vô còn mấy món ăn ngon hơn nữa. Cái này là món khai vị thôi, mình làm món khai vị để mấy anh em ăn mừng tụ họp. Nói gì luôn á, cay quá. Thôi thì video cũng dài rồi, mong là mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi kênh của mấy anh em mình để mấy anh em có động lực để làm những video hay hơn cho mọi người xem. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.